Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Ba Đại chúng em. Video hôm nay muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ và những sản phẩm hiện có bên cơ sở Đồ Gỗ Bảo Đại. Sản phẩm đầu tiên, video hôm nay em muốn giới thiệu đây là một chiếc bàn phấn có chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Chiều ngang em đo là 105 cm, sâu là 42 cm và tổng chiều cao là 150 cm. Đây là bên trên của chiều phần khung gương ạ, để được chạm và được khảm những đường nét hoa lá tây. Đây là phần giữa ngoài ạ, được chạm ạ, những bông hoa. Với phần khung gương đây cũng đều được khảm những đường ô van và những đường dây neo. Bên trên mặt của chiếc bàn phấn ạ, gồm có hai chiếc ngăn kéo nhỏ và có thể là mở ra và đồ bên ngoài đều được khảm ốc. Ở trên mặt bàn đây là những đường ô van ạ, những đường dây neo cũng được khảm ạ, chạy kín trên mặt bàn. Đây là phía phần dưới ạ, cũng có hai chiếc ngăn kéo và có thể là mở được đồ bên ngoài đây ạ, chạm những đường nét hoa lá tây. Chiếc bàn phấn này ạ được chạm ba mặt với hai bên hông được chạm là như nhau. Tiếp theo thì em đo thông số kích thước của đôn. Đường kính của mặt đôn là 30 cm và đôn cao là 40 cm. Đây là với chiếc đôn ạ, vật liệu được chạm là tứ diện bốn mặt, gỗ liền nạc dày dặn và bên trên mặt đôn đều được khảm ốc. Khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại em cũng sẽ làm bóng sạch sẽ ạ, trước khi giao đến tận nơi. Và với chiếc bàn phấn này có giá là 15 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Và xuống dưới bên đây em có một chiếc kệ góc. Chiếc kệ góc này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Em đo thông số. Tổng chiều cao của chiếc kệ góc này là 135 cm, ngang là 60 cm và sâu là 43 cm. Đây là một chiếc kệ góc ạ, một kích thước vừa và nhỏ, gồm có 4 sàn, chất gỗ dày dặn, tất cả lòng ván bên trong ạ là ván gỗ hết. Phần liễu được đục chạm những đường nét hoa lá tây và bên trong là những hình song tiện. Gồm có 4 sàn nha các bác, gồm có 4 tầng để các bác có thể là trưng bày đồ hay là kê đồ ạ. Kích thước vừa và nhỏ để các bác kê phù hợp với không gian ạ, những góc nhà không gian nhỏ một chút ạ. Thì em báo giá chiếc kệ góc này giá là 3 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Và sang bên đây em có một siêu phẩm VIP bên cơ sở Đồ Gỗ Bảo Đại, một bộ tranh tứ quý gỗ chắc ạ. Bộ gồm 4 tấm, em đo thông số. Chiều cao của bức tranh là 117 cm, chiều ngang là 30 cm. Đây là bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Chất liệu là gỗ chắc ta, được khảm trên nền gỗ chắc. Những phần trắng ở đây ạ, để mình xem đó là ngà. Và thân đây là gỗ xưa, kết hợp là đá quý. Đây là tất cả những nguyên liệu ạ, cực kỳ quý hiếm. Hàng được cắt tỉa đục chạm nổi, tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết. Bộ tranh tứ quý gỗ chắc này cũng là một siêu phẩm VIP bên cơ sở Đồ Gỗ Bảo Đại. Tất cả lòng ván bên trong là ván liền với nguyên liệu gỗ chắc ta. Lòng ván bên trong là ván liền hết ạ. Vân gỗ ạ, chất gỗ đỏ đen cực kỳ là quý hiếm. Được khảm tứ quý ạ, Tùng Cúc Trúc Mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Đây các bác xem ạ. Chất gỗ tự nhiên ạ, chất gỗ đỏ đen. Vân rất là đẹp luôn. Để với tất cả những phần trắng hồng ở đây ạ, là ngà và thân là gỗ xưa, là gỗ xưa đỏ Việt Nam nha các bác. Và đây ạ, kết hợp đây ạ là đá quý. Hàng được đục chạm và cắt tiền nổi. Với bộ tranh tứ quý gỗ chắc này ạ, hàng không chê vào đâu được, rất là dày dặn. Đây là những nguyên liệu rất là quý hiếm. Đây mà sau nhỉ các bác, gỗ liền nạc dày dặn. Và bên sau ạ, những thang cũng đều là gỗ chắc hết ạ, được gia cố ạ. Vần thì không chê vào đâu được.
À, khi giao lưu với cơ sở bảo đảm cũng sẽ làm bóng và si sắt mạ trước khi giao đến tận nơi. Và với bộ tranh tứ quý gỗ chắc từ Khảm Tùng Cúc Trúc Mai này có giá là 38 triệu, em bao bị phí ship toàn quốc cho các bác. Và xong bên đây ạ, bên trên đây em có một tấm đúc lịch được Khảm Ba Ông Phúc Lộc Thọ, chất liệu gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Tấm đúc lịch này có kích thước chiều cao là 60 cm và ngang là 40 cm. Đây chính giữa được Khảm ạ, đây là Ba Ông Phúc Lộc Thọ với chất ốc sa cừ, ốc bảy màu ạ, được cắt tỉa và phối màu thì rất là có hồn. Ở dưới này những câu chữ ạ, chúc mừng năm mới. Và đây là phần khung, những góc ạ đều được Khảm những đường ô van và xen kẽ là những đường dây neo được Khảm mạ chạy kín ạ trên phần khung. Em báo giá với tấm đúc lịch ở được Khảm Ba Ông Phúc Lộc Thọ này có giá là 3 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Và xuống dưới bên đây ạ, em có một đôi câu đối được Khảm chim hoa, chất liệu gỗ vụ hay còn gọi vụ mật, miền Nam gọi gõ mật. Em đo thông số. Đôi câu đối này có tổng chiều cao là 217 cm, chiều ngang 25 cm và dày là 3 cm. Gỗ là nguyên một tấm luôn, hàng nghiền nạc dày dặn. Đôi câu đối được Khảm mạ cạch chim hoa với chất ốc sa cừ, hàng được cắt tỉa tỉ mỉ thủ công hết luôn ạ. Đưa câu đố để em xem ạ, được Khảm chim hoa nhỉ các bác. Em quay sang phần đố thứ hai ạ. Gỗ là nguyên một tấm. Với chiều cao của đôi câu đố Khảm chim hoa này là 217 cm và ngang là 25 cm. Các bác có thể là ướm treo phù hợp với không gian của gia đình. Chất ốc sa cừ nhỉ các bác. Và đôi câu đối Khảm chim hoa này có giá là 11 triệu. Em bao bị phí ship toàn quốc cho các bác. Và sang bên đây ạ, em có một đại tự Đức Lưu Quang, chất liệu gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, miền Nam gọi gõ mật. Em đo thông số. Bức đại tự này có tổng chiều ngang là 127 cm, cao là 61 cm. Đây là phần chính giữa của bức đại tự được khắc mạ ba chữ ạ, Đức Lưu Quang với chất ốc sa cừ, chất ốc bảy màu ạ, được cắt tỉa tỉ mỉ. Chất ốc sa cừ nhỉ các bác. Đây là những góc ạ, đều được khắc mà những con rơi và những cuốn thư. Và tiếp đến em quay ra đây, đây là phần ngoài khung ạ. Đây là được khảm những con lồng hóa, những góc ạ, được khảm những đường ô vuông, được khảm ạ chạy quanh ạ trên phần khung. Và khi giao lưu là em cũng sẽ lau chùi làm bóng sạch sẽ ạ trước khi giao đến tận nơi. Và với bức đại tự Đức Ngư Quang này có giá là 6 triệu 500, em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Và nên bên trên đây ạ, tiếp đến ạ, đây là một siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Một bức tranh ạ, được Khảm một đôi phu thê viên mãn hay là còn gọi là một đôi uyên ương. Với phần khung ạ, chất liệu là gỗ hương. Em đo thông số. Bức tranh có tổng chiều ngang là 127 cm và cao là 68 cm. Em quay ra chi tiết, đây là một bức tranh được Khảm nổi nhờ các bác. Em muốn xem ạ, với bức tranh ạ, được Khảm một đôi phu thê viên mãn, nói về ý nghĩa tình nghĩa vợ chồng, được Khảm ạ, những con trai, những con ốc ạ, và xen kẽ, đây là những phần lá đây, là gỗ xưa nhờ các bác, đây ạ, phần núi đây ạ, gỗ xưa ạ, hàng được cắt tỉa, được Khảm nổi. Rất là tỉ mỉ, tơ tóc sắc nét.
Cho bác xem ạ. Với những phần cánh ạ, đây là phần đây ạ, đều được khảm, được kết hợp rất là tỉ mỉ. Và những con bào ngư, với những con trai ạ, và những con ốc. Và đây ạ, kết hợp ạ, nào, những phần lá đây ạ, là gỗ xưa nha các bác. Em quay chi tiết nhất có thể. Hàng được khảm nổi ạ. Đây là bên ngoài đây là đã được bên ngoài là kính nha các bác. Bên này là đây là phần khung ạ. Mà sau là cơ sở Bảo Đại cũng đã ra cố móc treo phần gỗ đây ạ, chất gỗ và vân gỗ là không chê vào đâu được, chất liệu là gỗ hương. Và đây là phần ngoài, đây là kính ạ. Và với bức tranh một siêu phẩm, là một siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại, độ làm được bơ phu thê viên mãn này, có giá là 20 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Và tiếp đến là đây em có một chiếc khay trà, chiếc khay trà này chất liệu gỗ chắc ta, và em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Chiều sâu là 25 cm và chiều ngang của chiếc khay trà này là 42 cm. Đây là chiếc khay trà kích thước to, chất liệu là gỗ chắc ta, bên trên là được khảm tích và bên dưới là được khảm những đường dây neo liên chi. Đây là chất ốc xà cừ được cắt tỉa rất là tơ tóc sắc nét. Chiếc khay trà này hàng khảm tứ diện bốn mặt, bác xem và có thể cảm nhận được những đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc. Bên trên là được khảm tích và bên dưới là được khảm những đường dây neo liên chi. Chân cong nha các bác. Em quay đến bên trong lòng khay. Và bên trong lòng khay đây được khảm ạ, cánh đồng quê. Bên đây là những các bác ạ, tiểu phu đi gánh củi. Đây là những em bé chăn trâu thổi sáo. Được khảm ốc xà cừ, chất ốc bảy màu được cắt tỉa và phối màu không chê vào đâu được. Gỗ nành nặn liền nào, chất gỗ đỏ đen ạ. Đây là mặt sau, hàng này bao đẹp cho các bác luôn. Và chiếc khay trà gỗ chắc này có giá là 4.500.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Và sản phẩm cuối cùng mà video clip hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác ạ, một siêu phẩm VIP đến thời điểm hiện tại là chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Một bộ trúc nam chất liệu là gỗ cẩm nai, bộ gồm tổng là có 7 món, gồm 4 ghế, 2 đôn và 1 bàn. Đầu tiên em đo kích thước của bàn. Đường kính của mặt bàn em đo là 96 cm và cao là 74 cm. Đầu tiên là đây là phần đĩa bàn, đều được khảm ốc và phần đĩa được đục chạm ạ, sóc nho, hàng đục chạm tỉ mỉ thủ công hết luôn ạ, sắc nét đến từng chi tiết. Với phần đĩa bàn là đục chạm các mặt ạ, tứ diện. Đây là những trụ chân ạ, gỗ liền nạc dày dặn đều được khảm ốc và đục trúc ạ. Và em quay lên đến mặt bàn. Với bên trong lòng bàn đây ạ, được khảm cảnh tùng hạt bách điểu với bộ trúc nam gỗ cẩm nai này, hàng được khảm ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh xanh thiên lý. Các bác xem và có thể cảm nhận được ạ, chất ốc ạ Singapore đỏ nửa vàng chanh, hàng được cắt tỉa tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Đến thời điểm hiện tại ạ, bộ trúc nam gỗ cẩm nai này hàng này chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Mà các bác xem video chưa kỹ nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Em có thể là chụp ảnh ạ, quay video clip ngắn để cho các bác kỹ hơn về bộ trúc nam gỗ cẩm nai này. Đây là để là bên ngoài được khảm những đường chuyện, những đường oval. Và là đến vòng ngoài cùng của bàn đây là được khảm tứ quý bốn mùa, tổng quốc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông, cũng được cắt tỉa chạy quanh trên vòng ngoài cùng chiếc bàn.
Tiếp đến là bốn chiếc ghế thì kích thước này như nhau. Em cũng đo thông số đại diện một cái thì các bác nắm về kích thước. Chiều ngang của ghế em đo là 58cm. Chiều sâu là 47cm. Và từ mặt đất lên đến chỗ ngồi thì em đo là khoảng 45cm. Đây là phần tựa. Phần trên cùng là đục chạm ạ, những con chim. Và đây phần tựa nô ạ. Đục chạm nho cuốn trúc. Và tất cả lòng ván tựa bên trong là ván gỗ ạ. Với lòng tựa đây cũng được khảm là tứ quý ạ, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông, với chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh xanh thiên lý. Hàng được cắt tỉa và sen nọng ạ. Rất là cầu kỳ, sắc nét đến từng chi tiết. Đây phần tay ạ, phần tay được khảm sóc nho. Đây, trên phần tay đều được khảm ốc ạ và được đục chạm. Tất cả lòng ván bên trong ghế ạ, ván liền hết ạ. Đây là với phần chân. Chân em đo là vào khoảng 9cm, rất là dày dặn, đục chạm và khảm tới cuối chân luôn. Với chiếc ghế hàng đục chạm và khảm là tứ diện bốn mặt. Và đây là hai bên hông ạ, bên trên được khảm sóc nho và bên dưới này đều được đục chạm xen kẽ. Đây em quay mặt sau ạ, mặt sau cũng được đục chạm và khảm đúng như mặt trước luôn, rất là tỉ mỉ. Đấy. Tất cả ván tựa mặt sau đây ạ cũng đều được khảm tứ quý ạ. Và bên phần tựa đây là được đục chạm nho cuốn trúc. Và tiếp đến hai đôn thì kích thước này như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Mặt đôn em đo có đường kính là 31cm. Và đôn cao là 43cm. Đây là với chiếc đôn. Chiếc đôn cũng được đục chạm và khảm tứ diện bốn mặt. Chất gỗ rất là nặng luôn, hàng nghiền nạc dày dặn. Đây là trên mặt đôn ạ. Em quay chi tiết về những chiếc ghế còn nặng để các bác có thể xem được kỹ hơn với bộ trúc nam gỗ cẩm nai, một siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Bộ gồm 7 món ạ, 4 ghế, 2 đôn và 1 bảng, 4 chiếc ghế đơn. Các bác có thể kê phù hợp với mọi không gian, di chuyển cũng rất là tiện nghi và thoải mái. Chất gỗ này em bao đẹp cho các bác luôn, liền nạc dày dặn, hàng rất là nặng. Và trước khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại cũng sẽ làm bóng và si sắt lại trước khi giao đến tận nơi. Và bộ em báo giá bộ trúc nam gỗ cẩm nai này có giá là 125 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Các bác xem video chưa kỹ, nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại, cũng là số Zalo là 0944058115. Và các bác xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like, một đăng ký kênh, em có thêm động lực phát triển kênh, là thật nhiều những video mới giới thiệu đến các bác những sản phẩm hơn nữa. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.